Xin cảm ơn anh Vũ. Các em đứng lại để ở đây để chào tất cả quý vị. Xin mời tất cả các vũ viên của Entertainment, đặc biệt Entertainment lên sân khấu để chào từ biệt quý vị. Và thưa quý vị, chúc quý vị tất cả toàn thể một ngày vui hôm nay và xin được gặp lại quý vị ngày mai những chương trình tiết mục khác nhau. Và bây giờ chúng tôi phải nhường lại sân khấu cho tất cả các văn hóa và các cái phần văn trình diễn của các cái hội đồng khác. Xin mời quý vị ủng hộ cho Việt Entertainment và đến đây trở lại ngày mai cùng giờ từ 2 giờ đến 5 giờ. Xin chúc toàn thể quý vị một năm mới an khang, một ngày vui cho bé.